ngành y tế Cần Thơ đã bố trí máy kiểm soát thân nhiệt tại Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ. Bên cạnh đó cũng chuẩn bị mọi phương tiện thiết bị y tế để xử lý khi phát hiện ca bệnh. Đồng thời thành lập đội phản ứng nhanh, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải giám sát các chuyến tàu có khách đến từ các nước có dịch bệnh, các ca bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV. Ngoài ra, thành phố Cần Thơ đã thống nhất phương án cho học sinh, sinh viên nghỉ học một tuần để có thời gian tiêu độc khử trùng các trường học và tập huấn cho các giáo viên về công tác phòng chống dịch.